Dạ một em đồng hồ lắc xoay để bàn Sanco hai mấy bác ha. Em nó cao tầm hơn 30 á. Bề ngang tầm 24. Nắp sâu đủ nhưng mà có điều vận chuyển về có nứt đường ha. Xoay tốt. Vàng trẻ. Chạy 3 cục pin, một máy 2 lắc xoay. Này đẩy lên nha mấy ba. Đẩy lên hạ xuống. Rồi, em chưa vệ sinh nha. Bụi bặm nè. Ok. Để khỏi xem nha, vệ sinh cho em ha. Giờ chạy tốt nha. Đó, lắc xoay. Canh giờ qua nay rồi.